hai con xin được cảm ơn bác Tình đã đại diện cho các bậc cao niên, đại diện cho bố mẹ thân sinh đã chúc đỉnh Ngọc Tân, đặc biệt đại diện gia đình nhà trai đã vui lòng đứng dậy giới thiệu rất là đầy đủ rõ ràng từng gương mặt có mặt trong buổi lễ đặc tài hôm nay tại tư gia của gia đình nhà gái, gồm có các bậc cao niên, các cô, các chú, các bác, các cậu, các mợ, các dì đều có mặt đông đủ, nói lên tinh thần đoàn kết và sự quan tâm sâu sắc của gia đình nhà trai đang dành cho hạnh phúc, tình yêu của hai cháu Lan Anh và Ngọc Tân, cũng như dành cho tình thông xa của hai nhà. Một lần nữa xin được cảm ơn gia đình nhà trai, và ngày hôm nay chúng tôi rất muốn giới thiệu đến tất cả quý vị với sự hiện diện không thể thiếu, đó là hai nhân vật chủ chốt là đấng sinh thành của chúc đỉnh Ngọc Tân. Xin mời ông Nguyễn Ngọc Nghĩa và Lê Thị Thanh thân sinh chúc đỉnh Ngọc Tân. Xin mời ông bà vui lòng đứng dậy. Một lần nữa ra mắt họ gái, ra mắt thông gia. Xin mời ạ, ông bà đứng dậy một chút đi ạ. Và đề nghị tất cả quý vị chúng ta vang lên một trong các thanh thân ngâm nhiên để chào mừng hai nhân vật chủ chốt là đấng sinh thành của chúc đỉnh Ngọc Tân. Xin được cảm ơn ông bà và xin mời ông bà ngồi xuống. Kính thưa gia đình nhà trai, kính thưa tất cả quý vị trở về với quê hương gia đình nhà gái trong một buổi chiều đẹp trời. Quê hương gia đình nhà gái chúng tôi tưng bừng phấn khởi, tràn ngập niềm vui và thể hiện cho sự đón tiếp đó là tuần trà tuần nước. Chúng tôi xin được rót xuống để kính mời gia đình nhà trai, kính mời tất cả quý vị. Và ngay bây giờ đây, để đáp từ với nội dung phấn danh, giới thiệu thành phần của gia đình nhà trai, đại diện gia đình nhà gái ông Nguyễn Trọng Đàm và Nguyễn Thị Hà, chúng tôi trân trọng kính mời và giới thiệu ông Đàm sẽ đứng dậy giới thiệu thành phần chủ chốt của gia đình họ nhà gái có mặt ngày hôm nay tham dự lễ đặc tài của hai cháu hai con và tiếp đón gia đình nhà trai. Xin được trân trọng kính mời. Kính chào quý ông cụ bà, quý bà thế, hôm nay là ngày rất tốt, gia đình nhà gái đến đây, gia đình họ nhà chúng tôi đến đặc tài của hai cháu. Thì về với gia đình chúng tôi trước mắt thay mặt gia đình xin kính chúc sức khỏe cụ ông cụ bà cùng toàn thể các vị thân quý, lời chào và chúc sức khỏe xin chân thành và được kính chúc luôn. Báo cáo với các cụ ông cụ bà cùng toàn thể các thành viên của hai gia đình, về phía này chúng tôi hôm nay có mặt ở đây gồm có vợ chồng ông Nguyễn Trọng Đàm và bà Nguyễn Thị Hà là người thân chính cho cháu Lan Anh. Đây chúng tôi có ông chú là ông chú của cháu Lan Anh, hai là ông bác của cháu Lan Anh, thứ ba là bà Hòa là bác của Lan Anh, thứ tư là bà bác à bà Thím của Lan Anh, thứ năm là bà bác của Lan Anh, thứ sáu là bác của Lan Anh. Chỉ báo cáo các vinh và về phía thành phần gia đình họ gái chúng tôi gồm có những thành phần thì xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các ông các bà cùng toàn thể các vinh thân quý. Sau đây ngài xin kính mời các vinh mời đầu mời nước và chúng ta cùng làm tiếp tục về những nội dung tiếp theo, thì xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các vinh. Vâng, xin được thay lời gia đình họ gái, thay lời hai cháu và hai con xin được cảm ơn ông Đàm là thay mặt cho bố mẹ thân sinh cho cô dâu Lan Anh, đó là ông Nguyễn Trọng Đàm và Nguyễn Thị Hà, đặc biệt là thay mặt cho ông chú ông bác các bà cô ông công đang có mặt để tiếp đón gia đình nhà gái với tấm lòng mến khách và những tình cảm tốt đẹp nhất mà gia đình nhà gái chúng tôi sẽ dành đến tất cả quý vị trong buổi lễ đặc tài hôm nay. Kính thưa đến gia đình nhà gái, kính thưa đến tất cả quý vị, để có được một chút tiền lễ đặc tài ấm cúng đầy đủ như thế này, gia đình nhà gái chúng tôi cũng chuẩn bị trong những ngày vừa qua để ngày hôm nay được gặp gỡ, được giao lưu đến tất cả quý vị, đó là niềm vinh dự lớn nhất dành cho gia đình nhà gái. Và bây giờ một lần nữa chúng tôi trân trọng kính mời và giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đàm và Nguyễn Thị Hà là hai vị chủ nhà mến khách, là bố mẹ thân sinh của cô dâu Lan Anh. Một lần nữa ông bà lại nắm tay nhau vui lòng đứng dậy nở một nụ cười thật hạnh phúc để ra mắt họ hai, ra mắt ông gia. Một trong đêm đầu tiên tất cả quý vị xin được cảm ơn tất cả mọi người, xin được cảm ơn ông bà rất nhiều. Vâng, kính thưa hai bên gia đình, như vậy thì với thủ tục nội dung phấn danh đầu tiên, với sự quan tâm và sự tiếp sức của tất cả các quý vị, đặc biệt là với hai vị trưởng đoàn và hai bên gia đình đã giới thiệu rất là đầy đủ và rõ ràng, rất là mong hai bên gia đình chúng ta được biết người, biết tên để chúng ta xưng hô nói chuyện một cách cởi mở và thân mật hơn để tình thông gia hai nhà lâu dài và bền chặt.
đặc biệt là chúc cho tình yêu của hai cháu, hai con của chúng ta trong năm hạnh phúc trọn đời bên nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến với những nội dung tiếp theo được sự ủy nhiệm của gia đình nhà Thoai, ông Nguyễn Ngọc Nghĩa và Lê Thị Thanh. Thân xin các chú để Ngọc Tân. Thì ngày hôm nay gia đình nhà Thoai chúng tôi sau khi được sự cho phép của gia đình nhà gái trong chương trình lễ dạ ngõ, thì ngày hôm nay gia đình nhà Thoai chuẩn bị cho 30 cầu, 3 chai rượu, làm 3 thủ tục, đó là thủ tục ăn hỏi, thủ tục xin cưới và thủ tục nạp cài. Rất là mong gia đình nhà gái tạo điều kiện để gia đình nhà Thoai chúng tôi được dâng lên gia đình nhà gái, xây dựng tình yêu cho hai con. Và giờ phút này là khung giờ đẹp nhất để cho hai bên gia đình chúng ta trao gửi, đón nhận, cơi đầu chai rượu đầu tiên, làm lễ ăn hỏi cho hai cháu hai con. Đó là chúc để Ngọc Tân và cô dâu Lan Anh về phía gia đình nhà Thoai. Xin mời ông Nguyễn Ngọc Nghĩa và Lê Thị Thanh. Thân xin kính chúc để Ngọc Tân, xin mời ông bà vui lòng đứng dậy. Về phía gia đình nhà gái, xin mời ông Nguyễn Trọng Đàm và Nguyễn Thị Hà. Thân xin các cô dâu Lan Anh cùng sẽ vui lòng đứng dậy để đón nhận cho cơi cầu trai điều truyền thống, làm lễ ăn hỏi của hai bên gia đình, xây dựng tình yêu cho hai con Ngọc Tân và Lan Anh, xây dựng tình thông gia của hai nhà. Với cơi chầu quan trọng này, chúng ta vẫn thường nói rằng miếng chầu là đầu câu chuyện, miếng chầu nên sông nên rể nhà người, miếng chầu nên nghĩa phu thê. Cơi chầu này gia đình nhà gái sẽ được ghi nhận, và chắc chắn là sau đó gia đình nhà gái sẽ đặt tên bàn thờ gia tiên để thể hiện nét đẹp văn hóa tôn sư trọng đạo, chiếm đất tổ người có công. Và lúc này cháu bé nhà mình đang khá là đẹp trai, đang mơ mơ hoa. Tại sao lại đang muốn chú rể ơi? Gần đây là bác trai ơi, bác trai gần đây nào? Chờ ai ạ? Chờ mấy cô đấy đúng không? Chúng ta chào đón chú rể Ngọc Tân với một chàng trai khá là trẻ trung, khá là phong độ và trông rất là hiền lành đúng không ạ? Và bây giờ chú rể xin mời gia đình nhà gái kê cây cầu trai điều này đặt lên bàn thờ gia tiên để cho phép Ngọc Tân vào phòng Loan, phòng Phượng đón cô Sơn Lan Anh cùng với gia đình nhà gái thực hiện cho những lễ nghi quan trọng. Còn một lần nữa xin cảm ơn hai bên gia đình, xin mời hai bên gia đình chúng ta có thể ngồi xuống đi ạ. Xin mời ông bà ngồi xuống để chúng ta tiếp tục mời cầu ngày trà mời thuốc bánh nước với gia đình nhà gái. Để ngay bây giờ hòa chung với sự thành công trong cây chầu ăn hỏi, chúng ta đến với những làn điệu sân ca truyền thống ý nghĩa với dân tộc Việt Nam. Tổ quốc sẵn sàng mời cầu sau những công phủ thắng và được các sứ khách mời lê dung thực hiện. Xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng lắng nghe. Thank you.
mời tất cả quý vị chúng ta vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt để cảm ơn từng ca sĩ các bạn đến sân khấu được không ạ? Xin cảm ơn và cha mẹ cảm ơn đến tất cả quý vị. Xin được bật mí với tất cả quý vị là đối với người làm chương trình, tức là Hùng MC và Lê Dung cùng như nhạc công Vũ Thắng là đồng đương với mẹ của chú rể Ngọc Tâm đúng không ạ? Vâng, kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay được hiện diện trở về để phục vụ hai bên gia đình, đặc biệt là một gia đình nhà trai, rất là vinh dự và rất là hạnh phúc. Bởi vì ngày hôm nay hạnh phúc của hai cháu hai con, cũng như hạnh phúc của ông bà cha mẹ, hạnh phúc của tất cả mọi người, sau khi thì hai bên gia đình đã thống nhất đón nhận cây trầu, cha kêu làm lễ ăn hỏi. Gia đình nhà gái đã thắp hương báo cáo gia tiên, chúc để cô dâu cùng vậy. Chắc chắn là gia tiên của gia đình hoàng gái sẽ luôn phù hộ độ trì cho hai bạn sức khỏe, hạnh phúc và phù hộ cho tất cả quý vị có một cuộc sống luôn bình yên và tốt đẹp. Kính thưa đến hai bên gia đình, kính thưa đến tất cả quý vị. Giờ phút này thì xin mời hai cháu nào, hai cháu hai em nắm chặt tay nhau nào, nắm chặt tay nhau đúng không ạ? Chắc chắn rồi, nở một nụ cười thật là hạnh phúc đi ạ, chứ để làm người tươi vào ạ. Và chắc chắn là với khoảnh khắc này, không hơn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ, sự quan tâm lớn nhất mà hai bên gia đình đang dành cho hai cháu hai con bằng một mái ấm gia đình, hai cháu và hai con không thể thiếu đi một cái cúi đầu để cảm ơn ông bà cha mẹ. Một, hai, ba, xin mời một tràng pháo tay nồng nhiệt và ông bà cha mẹ dành cho cái cúi đầu cảm ơn của hai con của chúng ta trong ngày hôm nay, đó là cô dâu Lan Anh và chú rể Ngọc Tân. Kính thưa hai bên gia đình, kính thưa các vị khách quý, như vậy là cây trầu đầu tiên làm lễ ăn hỏi là được gia đình nhà gái đón nhận. Thì ngay bây giờ đây, gia đình nhà trai chúng tôi xin phép được dâng lên, được xin thưa với gia đình nhà gái rằng cây trầu xin mới sẽ là cây trầu tiếp theo. Ngày giờ sẽ được hai bên gia đình bàn bạc thống nhất để một ngày không xa, gia đình nhà trai được đón nàng dâu hiền, nàng dâu mới Lan Anh trở về làm dâu con. Còn gia đình nhà gái chúng ta sẽ đón nhận một chàng rể hiền, một chàng rể thảo đúng không ạ? Thì ngay bây giờ xin mời bác Tình, đại diện gia đình nhà trai, bác đứng dậy xin phép và thông báo với gia đình nhà gái chúng ta rằng ngày nào là ngày chúng ta đón dâu, xuất phát lúc mấy giờ, và xin phép gia đình nhà gái được cháu đón cháu Lan Anh trở về làm dâu con gia đình nhà trai chúng ta vào lúc mấy giờ. Vâng, xin được bà trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý ông quý bà, tổng và cô chú các bác, thưa tất cả quý khách, các bạn đang ở Sài Gòn và qua câu chuyện ngày hôm nay thì cái cây trầu đầu tiên đó là cây trầu ăn hỏi, và cây trầu thứ hai đây là cây trầu xin cưới. Thì xin phép qua quý ông quý bà và cho phép bên nhà trai tôi đến ngày 8 giờ ngày 21 tháng 11 là chúng tôi xin được đón cháu Lan Anh về làm dâu. Vâng, xin mời ông bà chúng ta có thể vang lên một tràng pháo tay dành cho tình cảm, sự quan tâm cũng như phần đại diện của bác Tình, trưởng đoàn của gia đình nhà trai, đã đại diện cho các bậc cao niên, đại diện cho bố mẹ và chú rể Ngọc Tân đứng dậy xin phép gia đình nhà gái một ngày không xa được đón cháu Lan Anh trở về làm dâu con. Tức là gia đình nhà trai ông Nguyễn Ngọc Nghĩa, bà Lê Thị Thanh cùng như chú rể Ngọc Tân, địa chỉ phố 5, phường Quảng Phú, sẽ xuất phát lên đường đón dâu vào lúc 8 giờ 5 phút. Hôm ấy là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, ngày thứ 2 của năm mới 2024, tức là ngày 21 tháng 11 năm Quý Mão. Và trải qua một cung đường gần một cây số thì gia đình nhà trai dự định có mặt tại gia đình nhà gái vào lúc 8 giờ 20 đến 9 giờ kém cùng ngày, đi hơn về kém. Gia đình nhà trai xin phép gia đình nhà gái được đón cháu Lan Anh trở về làm dâu con. Và kính thưa đến tất cả quý vị, để thể hiện cho sự trân trọng và tinh thần đoàn kết, sự tâm đầu ý hợp mà hai bên gia đình đã và đang xây dựng tình yêu cho hai con, thì ngay bây giờ là phần đáp lời, đáp lễ, phần cho phép đồng lòng nhất trí của gia đình nhà gái. Xin mời ông Đảo một